nhà nhưng mà tao không có ngu gì tao lấy tiền. Mày biết chưa? Nói là con nít. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Kỳ vậy mày ra quỹ ban á, mày hỏi rồi quỹ ban giải trình cái kỳ cho mày nghe. Ủa đi nhiên mày là kỳ hay là tao kỳ? Tự nhiên đặt đồ mà không mày lấy. Mày kỳ á, tao kỳ, tao đặt tao muốn lấy tao lấy, tao không là tao không. Shipper bị dỡ tê tua vì người mua không muốn nhận hàng. Một đoạn clip được anh shipper chia sẻ khiến nhiều người bức xúc với thái độ ngang ngược của người phụ nữ. Được biết là mẹ của người đã đặt hàng. Theo nội dung qua lại giữa anh shipper và người phụ nữ này, khi anh đến giao hàng thì bị từ chối, khi hỏi lý do thì bị chửi tê tua, nào là con nít nó đặt, ai bán cho nó thì mang trả lại người đó, nào là tao không có tiền, không nhận. Tiểu là trả dùng về cho chủ cũ. Ủa? Nói là con nít nó mua tao không có biết. Em à, thì ra vậy. Mày hiểu chưa? Mày là shipper thằng mặt uống máu rồng, đồ thức ngu đi. Thấy thái độ căng của cô này, anh shipper vẫn rất từ tốn. Anh chỉ đề nghị ai đặt hàng thì người đó ra nhận. Gói hàng này chỉ có 79.000 thôi, không quá lớn. Nhưng anh phải chạy từ dưới thị xã lên rất xa, hy vọng người đặt nhận hàng. Lúc này bà cô đã rất bực mình vì đuổi mãi anh shipper vẫn cứ đứng đấy. Thôi không lấy. Ừ thì vừa thích thì đặt, không thích thì không nhận đấy. Có giỏi thì mày cứ kiện đi. Khi nào công an bảo tao lấy thì tao mới lấy. Luật nào quy định đã đặt hàng thì phải lấy. Thì cô hỏi bây giờ có 79.000 lấy, có ai có tiền lấy giùm, tại vì đi xa. Bây giờ ở trên thị xã xuống đây xa, sang lúc này lên giá có tiền lấy giùm thôi chứ có gì đâu mà rằng đi là sao? Tự nhiên đặt đồ không lấy là tự nhiên kỳ gì kỳ vậy? Không lấy nhưng mà mình phải nói một cái cách nào cho nó hợp lý, hợp tình, hợp lý. Thậm chí bà cô còn đòi đánh anh shipper vì dám bảo mình sống cùng đàng hoàng. Bà cho rằng đặt hàng không lấy là chuyện bình thường, không trộm cướp nên không được nói vậy. Cái đó về là cũng là thấy là không đàng hoàng rồi chứ cần gì đâu phải pháp luật. Nãy giờ về chửi thì ê gì quýnh, về quýnh nè. Tao quýnh nè, mày ra công an mày kêu đi. Ờ gì quýnh đi. Mày là ai không đăng quen. Đủ má, tao thọt cho mặt cái đếp đi mẹ. Ờ quýnh đi, gì quýnh đi. Bây giờ sắp với tao nghe chưa. Trời ơi. Nghe qua được đoạn hội thoại trên, chắc ai cũng phải lắc đầu ngao ngán với thái độ ngang ngược của bà cô. Một số cư dân mạng để lại bình luận như sau: bà đi cò thọt, bà mệt, mà ông shipper này, ông còn nhây. Ông cũng cố chọc cho bà mệt thêm chút nữa mới chịu. Anh shipper dở nha, đúng ra là nhây thêm chút cho bà tức, bà chửi, bà lên tăng luôn rồi về. Bà già cù nhây gặp shipper cù nhây hơn. Như tao, tao bỏ về cho rồi. Hơi đau ngồi cãi với người không có lý lẽ. Để thời gian cãi nhau đó đi giao được đơn khác. Ủa, sao không chở lên ủy ban luôn, coi còn gần cổ lên được không?